Nếu các bạn có nhu cầu quay lại game hoặc là mới chơi game này thì các bạn có thể liên hệ shop của mình để mua acc nhé. Và đây là fanpage của mình, các bạn có thể liên hệ để tìm acc theo mong muốn nhé. Giá cực kỳ là cạnh tranh so với các shop khác và uy tín thì miễn bàn nha. Link mình để bên dưới phần mô tả của video nhé. Các bạn nhớ check kỹ link trước khi mua bán. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ hạ solo squad map mới nhá. Map này thì nó 1x1 thôi. Nó bằng một nửa map Livic các bạn ạ. Nó bé tí à. Thế nên là rất phù hợp cho những bạn nào kiểu máy yếu muốn đánh nhanh thắng nhanh. Thì trên map này rất là ok. Nhưng mà mỗi tội map này nó cộng rất là ít điểm nhá. Thế nên bạn nào mà cái range ý thì không nên chơi map này nhá. Map này thậm chí tôi bắn cảm thấy nó rất là nhạt anh em ạ. Tại vì bình thường bắn map Livic là tôi đã thấy nhạt nhẽo rồi, mà cái map này nó còn nhạt hơn ấy, nó nhanh quá ấy. Cảm thấy nó kiểu chưa chơi mà đã phải ra rồi, nói chung là rất là buồn. Mình nghe thấy tiếng chân bên này. Thế nên là mình nghĩ là anh em sẽ chỉ trải nghiệm map này thôi. Còn để chơi thì tôi nghĩ chắc không đâu. Có một ông ra bên ngoài cứ chạy lồng vòng này. Người hay bot vậy ta? Hello bạn, bạn không thấy ông vào à? Người anh em ạ, nhưng mà ông này chắc là bị lag hay sao ấy. Người hay bot đây? Người anh em ạ. Vâng, thêm một cái mà không nên bắn map này nữa là mình quên nói, nó cộng điểm rất là ít nha. Thế nào gặp toàn mấy ông ngáo ngáo nha. Hiện tại đây mình là đây thống trị rồi nha. 5k mấy điểm ấy, mình không nhớ rõ. Nói chung là mình chơi nó cứ lên rank đều ấy chứ. Ui dồi ôi, ô lại ông này à? Vãi xoài. Mình chơi game không cày rank nha bạn. Rank nó tự lên. Không đam mê cày rank lắm. Với lại không đam mê cày kill die. Tôi phá rất chi là căng luôn. Nhưng mà kill die nó vẫn dừng ở mức 5.5 mấy, gần 6 chấm. Ồ kìa, giấy mù mắt thế nhở. Rồi, nóc này. Đây, chạy ra đường này. Ồ. Ồ kìa. Cái gì đây? Ủa? Vô lý thế nhở? Làm sao ấy? Ok, biến mất rồi. Có khi nào cứu trong nhà nó lag ở ngoài không nhở? Ui, sốc trúng không có đam kìa. Kia nó bị bất tử à? Ui, xấy xuyên tường này. Vãi xoài. Game kiểu điếu gì thế? Ôi ôi, không thương mình rồi. Trời ơi, kill die 1.75. Bắn thế này thì đỡ làm sao được. Có thể là góc đấy hở, nhưng mà sao mình sốc nó không chết nhỉ? Mình bắn nó cũng không chết luôn. Anh em có ai có thể lý giải được pha lúc nãy không? Mình lại về nhà anh em ạ. Vâng, cái chỗ này bắn nó phê ấy, nhưng mà sao thấy ít người vào ghê á. Mà lúc nãy tôi nghĩ là không phải hack đâu, chắc là game nó bị lag ấy. Chứ ông kia hack làm sao được. Hack thì nó sẽ gọi là bắn xuyên tường xuyên nhà thứ luôn, đâu cần phải di chuyển như thế. Nhưng mà không đâu, bên dưới này. Ô, bot ạ. À, lúc nãy tôi cứ nghĩ là mạng tôi lag cơ. Xem lại ping 20 nha bạn. Cả lời luôn. Không biết là game nó lỗi như nào. Fix sớm cho anh em một chơi chứ lỗi này nó còn duy trì. Đôi khi là lấy nó kiểu nó cân cả bản đồ một cách dễ dàng anh em ạ. Thật là đáng sợ. Bên này có con xe mới khá là hay này anh em. Toàn bot đi em ạ, trận này nhiều bot thực sự ấy. Vẫn còn tiếng súng này. Có rất nhiều tiếng súng ở nhiều hướng anh em ạ, không biết đi đâu luôn.
đây trước mặt gần nhất này. Hình như là có một ông vừa bắn boss xong thì phải. Nằm rồi. Tầm này đi lên là dễ đi lắm đấy này. Đâu ta? Ê, vãi xoài. Ra ngồi bụi cây luôn. Này thì ngồi bụi cây này. Mình nghĩ đồng đội của bạn ấy ở ngay khu bên dưới ấy. Kiểu gì chả đấy lên. Đây, có tiếng chân rồi này. Căng thế nhở. Ủa ôi. Tí thì đi ạ. Vãi xoài thật. Còn đồng đội của bạn ấy. Đẩy vào này. Ui giời ơi. Tay bé không chấm à. Càng đấy. Tầm này các bạn ấy chắc vẫn còn một đợt hồi sinh nữa. Đấy vừa nói luôn ạ. Đã không gọi là nhảy xuống rồi. Hình như là có thêm một team nữa đến kê mình. Nhưng mà bị ông ấy bay xuống bắn nóc rồi. Đã bắn chết rồi. Yếu này. Chắc cùng team với lại mấy ông nhảy xuống bên kia. Trời ơi, toàn bắn yếu thôi ạ. Trời ơi, nó delay cầm súng ấy nha bạn. Cầm quả bom với đổi súng nó bị delay. Ê. Yếu này. Không sao được. Kìa, lại còn kẹt đạn. Chả hiểu kiểu gì. Vâng, còn team bên trên đồi nữa thôi. Mấy ông này mới hồi sinh thôi, cũng chả có gì. Kiểu chắc là có team vừa công lại đây đâu. Một thằng công lại đây. Thì mấy ông này gọi là lấy thịt để người. Rồi, còn mỗi mấy ông trên đồi nữa. Còn 4 ông trên đồi. Có lẽ nào là một team không nhở? Chắc là một team rồi. Ok. Một ông đi rồi. Còn 3. Úi dồi ôi. Lúc nhúc này. Phơm ngay và luôn. Ok. Có ông ngay bên trái thì tôi không thấy nhở. Ảo rồi đấy. Tôi thấy được đúng mỗi ông. Chắc là kiểu khó nhìn nha bạn. Map này khó nhìn. Anh em có công nhận là map này khó nhìn không? Hoặc là có thể mắt tôi bị cận. Trời đất ơi. Đây lên đường anh em ạ. Nhưng mà hết bom rồi. Không biết ông có lại nằm đâu đây này. Bây giờ thấy mỗi... À chết rồi. Còn 1v1. 1v1. Nghe tốt đấy. Không phải ngáo nha em ạ. Nó lùi về sau anh em ạ. Nó lùi về sau rồi. Nhưng mà nó không chạy lên trên đồi thì chắc chắn là ngay cục đá bé bé rồi. Mình ngồi mình đợi nó xem nó chạy lên trên đồi mà nó không chạy. Nó chạy lên trên đồi thì nó đi rồi. Nhưng mà cục đá thì cũng hơi khó này.
Ui giời, cục đá bé á. Ui. Thôi, đi bạn rồi. Tôi tưởng khó cơ, thì nó hóa ra nó cũng dễ hả? À. Cục đá bé tí á, vãi cả trường. Rồi. Thế là xong rồi. Tôi sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé. Bye bye.